Aurora cũng có chiêu cuối được khả năng đào thoát những pha tranh kiểu như thế. Và Bobby cộng với lại cả đó là Savannah và Tristana, những vị tướng khả năng đào thoát tốt, thì đây là một ý đồ game muốn tách đội hình của đối phương ra. Đối phương thì muốn gom chung 4 người, 5 người lại với nhau cho tranh tổng. Nhưng nếu như chúng ta dùng ngày thi đấu hôm qua làm một cái chuẩn để xem thì những vị tướng bị giảm sức mạnh đều đã rất yếu. Ví dụ như con Rumble đường trên này chẳng hạn, ngày hôm qua tỷ lệ thắng của nó rất thấp. Rồi cả Tristana cũng tương tự như vậy. Không biết anh ta định về thật hay chỉ là một tình huống nhử thôi, vậy là bị hủy rồi. Đứng hơi gần đối phương một tí đã bị dính thiêu đốt. Islam mất máu nhiều quá và ta không có đường về trong pha này, đã bật lá chắn. Nhưng vẫn phải nằm xuống với chiến công đầu dành cho Vista. Marble cũng phải trả giá. Hai xạ thủ gục ngã, tuy nhiên Forest đã có mặt. Elio không còn tốt biến, anh ta bị dính kỳ kích và chắc chắn cũng sẽ gục ngã. 2-1 cho Energy. 2-1 cho Energy với một tình huống có phần bị từ nãy tới giờ, với một tình huống anh ta di chuyển ra đường giữa để có thể hỗ trợ cho Dasher trong tình huống 2v2. Được. Tiếp tục là những cái tình huống biến về nó cứ... Elio, tôi cũng không thể nào bào chữa gì hơn là Elio và Easy Love, hai mạng nằm xuống của họ là rất cẩu thả. Và sau đó Levi vẫn đang đứng trước tầm nhìn của đối phương, đang câu để cho Elio làm choáng thành công. Nét vẽ chúng Levi hóa rồng và đó là điểm hạ gục cho Easy Love. Forest cũng đang kẹt lại, anh ta có tốc biến, đã sử dụng tốc biến. Levi lao theo cắn liên tục, sân khấu được mở cho Easy Love. Double kill cho xạ thủ của Gam. Đó là một tình huống quyết định là không quá mạo hiểm, lui ra phía bên ngoài để kiểm soát tầm nhìn trước. Marble bắt đầu di chuyển vào, Izzet bắt đầu vào vị trí để có thể chờ đợi mở sân khấu. Elio có thể sẽ phải là người mở trước. Kia cũng đang di chuyển, Evi cũng đang di chuyển, đã bắt đầu có dịch chuyển từ hai xạ thủ đường giữa. Elio đã đẩy một người về, Forest không thể cạnh tranh ở tình huống sâu này. Ba sâu dành cho Gam. Evi đang từ từ đi tới nhưng không có con sâu nào cả dành cho Ashi. Gam thi đấu tốt trong tình huống cạnh tranh. Đó là pha đứng quanh điểm mù đối phương rất tốt đến từ Elio và sử dụng chiêu cuối để có thể hất văng được người chơi đi rừng của đối phương. Vậy thì rồng thì sao? Gam là đội có được con rồng đầu tiên, vẫn còn đầy đủ chiêu cuối. Họ Levi thì có một cái bước di chuyển xuống dưới nhưng sau đó anh ta đã giật ngược lại và đang nhìn về phía đường trên của mình, nơi mà Kia đang cố gắng làm mềm Evi liên tục. Đây có thể là pha di chuyển khiến cho Evi bị bất ngờ bởi vì anh ta đang tưởng rằng Levi ăn rồng, nhưng không. Levi muốn ăn Evi ở cánh trên, hai thế giới được sử dụng. Kia bắt đầu tiến vào, Levi cũng tiến vào và đó là mạng hạ gục cho đội trưởng của Gam. Đó là sự bất ngờ đến từ tình huống tấn công của Gaming Sport và Levi. Anh ta có điểm hạ gục trong tiếng vừa rồi. Easy Love đang đứng ở phía xa, nét vẽ với đội của anh ta không trúng. Nếu như trúng thì họ có thể thử đánh vào Forest. Nhưng mà không trúng cho nên cũng chỉ dừng lại ở việc phòng ngự chung với lại Kia Gia ở cánh trên và lui về. Tôi nghĩ rằng cái trụ một đường giữa là một cái công trình đang khá là an toàn nha. Tại vì chúng ta đang nhìn vào máu của nó rất nhiều. Thì một cú hút từ sứ giả sẽ không đủ. Levi hóa rồng ở đường giữa, làm mềm Marble, sân khấu được mở, trúng phát đầu tiên, Vista đang che, anh ta tiếp tục che, Marble lắc liên tục phát đánh. Ôi, cuối cùng trúng nhưng không đủ sát thương. Kia Gia đang tới và ngay lập tức đã phải có pha tốc biến bỏ chạy. Marble tạm thời sống nhưng Gam vẫn có được điểm hạ gục với Vista nằm xuống, sát thương cuối của Levi. Và đó là xạ thủ Izrup với những tình huống nét vẽ thực sự là chết chóc của anh ta. Rất nhanh, anh ta biết rằng không còn hóa rồng nữa, cách tốt nhất để có thể thoát khỏi đại địa chấn là phải tốc biến. Vista hơi thấp máu một tí nha, Izrup đang cầm hai viên đạn. Sau đó thì Evi cũng đang tích điểm nhiệt của mình để có thể gây được tối đa lượng sát thương trong tình huống cạnh tranh rồng này. Dasher đẩy nhẹ ở khu vực cánh dưới, ta vẫn chưa tiếp cận được. Kia Gia tiến vào, mở giữa hai thế giới, Imo nhảy tới bắn liên tục. Evi thấp máu, pha tràn vào của Elio hất tung hai người. Imo vẫn đang phi shot và màn hạ gục cuối liên tục cho Gam. Họ có được hai mạng, họ vẫn đang kiểm soát rồng. Easy Love lao lên che sát thương cho Imo. Đúng là tinh thần đồng đội cực cao của Easy Love, nhưng ta liệu có sống được không? Ta sống được với lá chắn. Nét vẽ ngược lại thì không trúng, nhưng Gam đã có tất cả mọi thứ, cả rồng lẫn mạng. Levi chưa dừng lại. Không có tốc biến, Marble đi. Và Dasher thì sao? Levi vẫn đang truy đuổi ở đây. Tốc độ di chuyển sẽ là có nhưng ôi, tốc biến luôn cho chắc đến từ người trên đường dễ HG. Như vậy lời hoàn toàn cho Gaming Sport. Đổi chiêu cuối mà thôi, không có gì khó khăn cả. Cái thời gian hồi chiêu của giữa thế giới và mưa tên lửa nó cũng sẽ có một cái chút gì đó là xem nhau. Để xem tình huống tấn công được trên này của Gaming Sport sẽ lên như thế nào đây. Team Elio có chiêu cuối. Forest cắm cờ. Levi vẫn chưa có tốc biến nha. Anh ta có hóa rồng để có thể thay đổi vị trí, nhưng cũng phải chắc chắn về sự an toàn của mình ở trong pha giao tranh, tại vì lượng chống chịu, chính xác là trang bị chống chịu trên người của Levi cũng không phải là quá nhiều. Anh ta chỉ có máu mà thôi, đến từ ngọn giáo Soljin và mặt nạ đọa đầy, chứ không có giáp và kháng phép. Tấn công vào Dasher, làm Dasher không tốc biến, đã bị giữ chân lại, nét vẽ cực kỳ đẹp. Wow, và Dasher nằm xuống. Tôi còn không thấy cái đúng nét vẽ của Easy Love nữa kìa. Luôn một tình huống vậy, giờ từ nãy giờ anh ta liên tục có những pha gọi là kiến tạo từ xa. Marble có tốc biến rồi, Elio đang ngắm nghía một pha là muốn bay thông độ qua tường, tiếp cận được vào Marble. Đã tiếp cận thành công, đã làm choáng, có hất tung, bùng Marble đi. Pha phối hợp như sách giáo khoa của Elio và Easy Love, không còn giết phòng ngự. Thì Energy bây giờ, Forest thậm chí là ăn con mùa xanh này cũng hơi khó, tại vì Gam đang tràn xuống, ăn xong con mùa xanh thì tôi không chắc là anh ta có thể chạy
và ta đã phải bỏ mùa xanh chạy về. Trụ vẫn sẽ có cho đường giữa Gam hay chăng? Họ vẫn đang cần thêm một đợt đẩy nữa là Easy Love và Levi đang tiến vào. AV có mặt để phòng ngự. Vẫn chưa có trụ hai đường giữa dành cho Gam. Đủ chiêu chưa ta? Như Easy Love chưa hồi lại sân khấu thì phải. Kia vẫn đang tạo một cái thế gọng kìm cực kỳ đe dọa cho Gam Esports. Levi có hóa rồng để có thể lao vào tranh cướp. Imo vẫn đang đẩy trụ liên tục. Vista bị làm mềm. Forest quyết định mở sớm. Anh ta giọng luôn đại địa chất. Levi ăn được rồng. Sau đó thì ta cũng có mạng hạ gục. Con rồng đề cực khỏe. Hai mạng dành cho Levi. Levi đang tràn tới đốt Easy Love. Nhưng tôi nghĩ là Easy Love không sao. Anh ta vẫn có thể lui ra được. Vẫn đang bị cháy. Chứ cuối cùng cũng phải nằm xuống. Tuy nhiên Levi gục ngã. Gam vẫn quá lời với triple kill dành cho Levi. Và Marble là người đang phải chạy khi mà Imo nhảy tới. Marble còn một phát bắn đó là nằm. Anh ta nằm rồi, quét sạch cho Gam Esports. Quét sạch cho Gam Esports, dòng 3 cho Gam Esports. Trụ hai đường trên cũng dành cho Gam Esports luôn. Rất lời dành cho Gam trong một tình huống đổi chắc. Lắm. Không sao cả, nó sẽ là một cái tốc độ. Nếu như mà Gam ăn liên tục những con rồng thì nó sẽ đẩy tốc độ của con rồng ngàn tuổi lên mà thôi. Thì lúc đó cái cơ hội endgame nó sẽ là dễ dàng hơn cho Gam Esports. Nếu như họ kiểm soát được ngàn tuổi, Helio, Faycheck và hai thành viên của SG đây. Anh ta rất trâu. Kia Gia đã tới. Levi cũng hóa rồng. Forest thì sắp hết máu. Giọng luôn đại địa chấn để cố gắng kéo Elio theo. Và anh ta thành công. Đánh được hạt không nổ để chạy. Evi tới để hỗ trợ đồng đội của mình. Levi vẫn đang ở dạng rồng. Tạm thời lui nhẹ ra. Sau đó thì Easy Love đang truy đuổi vào Forest và đã phát hiện ra đối phương đứng trong đó. Sẽ tiếp tục truy đuổi. Imo vẫn đang thoải mái phá công trình nha. Tất cả gì Gam cần làm là câu thời gian Imo phá công trình thôi. Nét vẻ đã trốn nhưng không có giữ chân vì trước đó không có sát thương. Còn Imo đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình để đem về thêm một cái trụ nữa cho Gam Esports. Forest vẫn đang trong cái hành trình bỏ chạy của mình. Levi đang chặn đầu, Kia đang chặn đầu, ta bấm B về, combo xuống hang rồng. Tốc độ di chuyển này Gam đã bỏ không sang Forest nữa, còn ở cánh trên. Imo lui ra khỏi mưa tên lửa của Evi, anh ta sẽ nhẹ nhàng đi bộ về được. Như vậy Imo đang cố gắng ngắm nghía để phá những bắt đối phương Forest thôi. Không tốc biến, bị làm choáng. Vista tới làm sao cứu được con Savan này. Anh ta dọc luôn đây để chân nhưng giữa đường thì gục ngã. Và sẽ tiếp tục là thế đẩy không đứng trên dành cho Imo mà thôi. Một ván thi đấu tương đối nhàn. Marble và Marble đi thôi, làm sao mà xấu nữa. Việc nhẹ lương cao bao ăn ở dành cho Easy Love khi mà Kia đã làm hết tất cả mọi sự trước đó. Gam sẽ tiến vào và nhẹ nhàng có được ván thắng đầu tiên của mình trong cặp bèo bà. Và để xem chúng ta có thể end game luôn trong nhịp này không đây. Kiểu đối phương đã mất cả Javan cả Zik rồi. Hai của Mega đã có. Rồi. Vẫn là Kia gây sát thương phía ngoài. Tương tự như vậy là Easy Love. Imo bị trụ bắn đang phải lui ra. Kia đã làm xong nhiệm vụ của mình sân khấu nhưng không đem lại điểm hai cuộc chiến. Easy Love chỉ có mạng cho Levi mà thôi. Chỉ cần 28 phút thì nhà vô địch VCS đã vươn lên dẫn trước 1-0. Rất tuyệt vời, một ván thi đấu khởi đầu có thể là trịch choạc đến từ Gam Esports nhưng chỉ cần đúng một nhịp giao tranh và tiếp tục là khả năng tỏa sáng đến từ Kia Nhà để có thể mở ra bài toán dành cho Gam Esports và chiến thắng 1-0 tạm thời cho cặp bê ba này. Thắng là được rồi nhưng mà tôi nghĩ Junjia cũng đã có một màn trình diễn hết sức ấn tượng với Wukong. Thì ai cũng biết là Levi với cả Junjia thì cùng chung gọi là tướng tủ là Wukong cả. Cứ mỗi khi khó khăn là lại xách con này ra. Thì thôi, thì lần này mình cũng vậy thôi, dứt điểm 2-0 nhẹ nhàng. Những tình huống gọi là cố gắng lấy đi chiêu thức của đối phương và tạo ra một chút xíu khoảng trống để cho Easy Love có thể farm an toàn hơn mà thôi. Ít nhất thì nó cũng khiến cho Marble cảm thấy bị đe dọa một chút xíu, anh ta mất đi một bình máu. Mặc dù lượng máu anh ta vẫn là tương đối nhiều. Còn đường giữa khi mà đây, bắt buộc phải lên một cái mảnh kháng phép nhỏ để cho Imo có một quãng thời gian gọi là dễ thở hơn. Anh ta có được cấp độ 6 trước rồi, một tín hiệu gọi là đáng mừng một chút xíu. Đường trên cũng đã có cấp độ 6 dành cho Kia so với Evi. Thì khả năng là với việc Elio đang dỉ trên cánh trên có thể sẽ chạy. Là có sâu. Ôi da. Bị giữ chân rồi, thôi xong, sóng âm đã găm vào. Imo tốc biến đi. Ôi. Ok. Lớp mày là anh ta không nằm xuống. Lee Sin mới cấp độ 5 mà thôi, chưa có nộ âm cước trong nhịp vừa rồi. Để xem Gam sẽ triển khai tướng tấn công như thế nào đây. Đánh được hả? Tôi thấy hơi khó không? Elio đã làm choáng đối phương, Kia mở ra thế giới mưa tên lửa cản đường của Gam. Levi tiếp cận như đây là con Wukong cấp 5 và Imo thì không có tốc biến. Câu giờ thôi, câu giờ. Nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho chúng ta bị mất tương đối nhiều tài nguyên. Helio gặp Vista bị làm choáng không? Không bị làm choáng. Không bị làm choáng, nhưng mà LG có nhiều người hơn. Imo vẫn chưa di chuyển khỏi khu vực đường giữa. Dasher là người đang tiến vào trước. Levi bị đốt, anh ta phân hình ra. Helio là người thấp máu nhất và chiến công đầu cho Dasher. Sau đó thì Gam đang phải rút lui. Họ đang chạy nhưng mà Levi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Và này khó rồi. Evi vẫn đang lui ra được. Và Imo sắp phải giật hồn về rồi. Anh ta đã có được mạng hạ gục hai mạng cho nó kia ra. Nhưng sau đó thì Imo cũng phải nằm xuống. Pha trao đổi cũng chưa phải là quá tệ cho Gam. Vấn đề là kia ra có thể cân hai hay không. Anh ta đang tấn công vào Vista. Cố gắng dứt điểm cho Vista và triple kill cho nó kia ra. Sau đó giao tranh với lại Dasher. Đường trên của Gam làm được gì hay không đây? Anh ta không làm được và đã bị tắt điện. Với Kia Gia, Levi và Imo sẽ gây được nhiều sát thương hơn so với bộ ba của SG. Cho nên bây giờ cứ cẩn thận là trên hết. Imo đã dùng luôn cái đoạt mình của mình để lui về. Là một quyết định chính xác bởi vì không có mục tiêu nào cạnh tranh trong khoảng thời gian sắp tới cả. Sau thì khả năng phải bỏ không? Sân khấu được mở, Vista đang che.
Đại băng tiễn nó trúng vào Elio mà thôi. Vita vẫn che cho Dasher về được. Emo vẫn chưa dừng lại, vẫn đang chặt chém. Nhìn ta không còn đặt mệnh nữa. Và không để cho đối phương có thể tách cánh. Ui, Elio còn tốc biến. Anh ta tốc biến làm chặn đối phương luôn. Gam đang di chuyển tới. Họ đã buông sâu nhưng Elio đã nằm xuống. Mưa tên lửa rải khá đẹp. Levi sử dụng lúc xảy đang chạy nhưng mà Dasher gây cực kỳ nhiều sát thương và ta có màn hạ gục thứ ba. Easylove tốc biến bỏ chạy. Gam không có được quá nhiều sâu và họ mất khá nhiều mạng. Đó là một tình huống đánh ngược ra hơi cố đến từ bên phía của Gam Esport. Anh ta có thêm một chút xíu trang bị nhưng chưa có trang bị lớn đầu tiên nha. Và rồng thì cũng sẽ còn là gần 2 phút nữa cơ, làm chóng thành công được vị trí của Forest. Levi lao vào, nét vẽ, sân khấu được mở, sát thương của Gam đang hơi ít một chút xíu. Emo đang tới, anh ta bắt đầu lao vào chặt chém, nhưng Elio là người nằm xuống đầu tiên. Kia cũng có màn hạ gục, đắp một kia kia ra, và Marble nằm luôn. 1, 2, 3 điểm hạ gục cho đại diện VCS. Chưa dừng lại ở đó, họ phát hiện rằng Dasher đang chạy về phía căn cứ của mình. Đang có người truy đuổi, Kia sẽ dùng bên kia bức màn để có thể truy đuổi. Dasher lao đầu vào trụ, trụ sẽ bắn anh ta gục. Và sẽ không có điểm shutdown dành cho Gai Sword, nhưng anh ta sẽ mất phần ám. Nhìn ngắm chút xíu, anh ta đã có được cái giáo thiên ly rồi. Đồ ra sát thương của Gam bây giờ sẽ là ok hơn một chút xíu. Rất là khó để bắt được Aurora. Sóng âm đã trúng nhưng mà Elio có mặt khá dừng hạ sang. Thậm chí là Gam quyết định phản công. Lee Sin vẫn đang bị giữ chân lại, đã dùng nồi ông cước đu vào người Levi nhưng bị hất tung. Và Forest sẽ là người phải nằm xuống. Levi thậm chí đã chặn đường rồi. Levi là người dứt điểm, điểm hạ gục thứ 7 để giúp Gam cân bằng tỷ số về điểm hạ gục. Không hay lắm, và thậm chí ván này cũng không có Savannah nữa thì hoàn toàn có thể là bỏ để có thể hướng tới những điểm hạ gục và tăng tốc độ snowball của ván thi đấu đến từ cả hai bên, khi mà cả Gam Esports và SG đều đang có được những cái ngưỡng sức mạnh của họ rồi. Một cái LeBlanc nằm xuống một lần không vấn đề gì cả, vẫn đang là một cái tốc độ lên trang bị khá là ổn. Và Emo thoát không đây, anh ta đứng rất gần tường, anh ta đã bị làm choáng nhưng mà có đồng đội gần nha, đang câu giờ xuất hồn ra. Levi đang suy nghĩ, quyết định là không đánh tại vì đã có pha dịch chuyển mưa tên lửa rất đẹp, vậy Emo bắt buộc phải dùng cả tuyệt mệnh để có thể chạy. Đổi chiêu cuối mà thôi, còn SG họ sẽ có sứ giả khe nứt và đang muốn lấy đi trụ một đường dưới của bên phía Gam Esports, mất đi một khoảng không gian tương đối lớn để cho Emo có thể farm free. Levi đi vào để phay check, người ta đặt ra một cái chim mồi, gió rút lui mà thôi. Kia ôi bị đốt, cháy nhiều quá rồi, anh ta đang phải chạy. Còn tốc biến hay không, có tốc biến, đã sử dụng tốc biến nhưng vẫn đang bị đốt với mặt nạ. Quyết định tốc biến Kia hơi trễ, shutdown luôn rồi. Thì với ngưỡng hai chức gọi là với ngưỡng sức mạnh hai món trang bị đến từ bộ không và Yone, Kia bị đá, anh ta vẫn có đồng đội đứng kế bên. Đại băng tiễn bắn không trúng ai cả, Kia thế giới được kích hoạt, Kia tạm thời thoát đi. Levi thì thấp máu, hai mạng hạ gục dành cho Gam. Levi vẫn đang sống, cuối cùng hay ta cũng bị gã gục, nhưng sát thương từ Gam vẫn là vượt trội hơn và họ có được ba mạng, chỉ đổi mất một mạng thôi. Rồng thì sao, hai bên đều không có trừng phạt, tôi không nghĩ rằng Vista có thể canh thức con rồng này. Thậm chí là Emo lao lên đẩy đối phương ra khỏi khu vực ăn rồng. Đó là một tình huống rất tốt đến từ bên phía của Gam Esports, cho nên luôn luôn có một cái lợi thế về mặt điểm kinh nghiệm. Islep tốc biển, Levi đang đứng đợi, Kia cũng đứng đợi kế bên và pha phản công chết chóc của Gam khiến cho Marble nằm xuống. Evi hết cái đồng hồ thì cũng đi luôn, double kill cho Kia. Levi vẫn đang tràn tới, Elo giữ chân đối phương lại. Forest chắc cũng đi luôn rồi. Đây có thể là con Baron dành cho Gam chăng? Họ nỗ lực dứt điểm Forest, còn đúng 100 máu nữa, Forest đang chạy. Gam vẫn đi tới, cuối cùng cũng dứt điểm được thành công. Nhưng pha băng trụ này có hơi sâu hay không, Levi sẽ bị xích lại. Anh ta dùng chim mồi tạm thời lui ra, nhưng mà lượng máu này hơi khó để Gam ăn Baron, có thể chỉ là lấy trụ mà thôi. Tại sao SLG lại có thể ngây thơ như vậy khi mà một con Jin không có thanh tẩy lại dám đứng trước mặt để có thể treo Emo chơi với lính với trụ. Tôi nghĩ rằng ở trong cái trận BO3 này, đây rồi, Kia dứt điểm đối phương nhẹ nhàng. Sau đó thì Vista không tốc biến, anh ta vẫn có thể chạy được. Nhưng sân khấu được mở, phát đầu hụt, phát hai trúng làm chậm rồi. Vista chỉ có thể đi mà thôi. Bùm, Islep đánh con Jin này khủng khiếp thật các bạn ạ. Anh ta có những tình huống gọi là mở giao tranh từ xa luôn, có những tình huống chim mồi, có những tình huống gánh sát thương, tất cả mọi thứ đều đang hội tụ ở trong cái bài Jin của Islep trong ván thi đấu này. Và Baron bây giờ đang mở ra cho Gam Esports. Forest vẫn đang còn trên bản đồ, để xem anh ta sẽ xử lý như nào đây. Elio đang là người nhận nhiệm vụ đánh chặn, anh ta sẽ cố gắng làm choáng Forest. Kia là người dính quy, nhưng mà đó là pha câu nhẹ nhàng và đã bắt được Forest. Sau đó thì không còn trừng phạt từ bên phía LG nữa, nhưng họ có khá nhiều sát thương. Elio đã phải nằm ngoài bên phía hang Baron, nhưng Emo câu được rất nhiều thời gian. Baron vẫn đang được giải quyết bởi các thành viên Gam Esports. Và Emo làm cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ, tốc biến lên dứt điểm luôn Evi, Baron và cảm màn dành nào cho Gam Esports bởi vì Dasher không có tốc biến thì làm sao mà chạy. Một tình huống có để mà gục đến từ Dasher thì ta vẫn sẽ phải nằm xuống mà thôi. Baron có dành cho Gam Esports. Khá đau, Emo lướt vào nhưng mà ta bị giữ chân lại, mất máu khá nhiều. Làm choáng liên tục, vẫn kiếm xuất hồn và vẫn bị thiêu đốt đốt. Trong khi đó phía sông này thì Gam đang hơi thiếu một chút xíu sát thương dứt điểm. Islep đã tới rồi và không còn thiếu sát thương nữa, nhưng mà Evi từ phía sau đang lao tới. Evi cân 4 đuôi không? Câu trả lời tôi nghĩ là các bạn biết, chẳng có cái cửa nào cho Evi cả. Quét sạch, quát ra kill, đúng bài cho Islep với con xin của anh ta.
một tình huống mà bên phía Gram thay nhau làm chim mồi. Bây giờ là Imo lướt lên giả vờ được cân 4 cân 5. Thắng luôn à? Thắng luôn chứ sao nữa, bây giờ đối phương bị quét sạch rồi. Chú Tư có Quadrakin thì làm sao mà không thắng được. Vừa đủ, không thừa không thiếu. Không thừa không thiếu. Khi mà Easy Love đã có được 4 mạng, Gram tiến vào căn cứ của đối phương, phá hủy tất cả mọi thứ trước đống mặt của mình. Đống tay vào cái, 5 anh em đống tay vào cái. Chỉ mất có 27 phút để cho hạt giống số 1 của VZ dứt điểm vàng thi đấu thứ hai. Và họ đi tiếp ở nhánh thắng vòng khởi động chung kết thế giới 2024. Rất tuyệt vời. Và đó là một cái khởi đầu rất tuyệt vời dành cho Gram Esports với hành trình chung kết thế giới năm nay của họ. Tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đồng ý rằng